Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thừa nhận Đà Nẵng đã gặp may khi cầm chân được Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu thuộc vòng 8 V-League năm 2023. Đà Nẵng có chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với nhà đương kim vô địch nhưng đội bóng chưa biết thắng từ đầu mùa đã xuất sắc kiếm về một điểm. Trả lời họp báo sau trận, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thừa nhận Đà Nẵng đã gặp may. Chúng tôi đã rất may mắn mới cầm hòa được Hà Nội FC, hai đội đều có cơ hội giành chiến thắng, trong đó đội chủ nhà có những thời cơ rõ rệt hơn. Tôi hài lòng với kết quả hòa, Đà Nẵng có bàn gỡ hòa may mắn ở cuối hiệp 1. Bên cạnh đó, chiến lược gia 62 tuổi cho rằng thời tiết nóng bức tại Hà Nội đã ảnh hưởng lớn đến cách chơi của Đà Nẵng. Không khí tại Hà Nội lúc này rất khó thở, tôi phải chỉ đạo các học trò đá chậm, nếu đá nhanh sẽ dễ thua. Thời tiết là thử thách lớn cho các đội phía Nam khi thi đấu tại miền Bắc, của huấn luyện viên của Hà Nội FC cho biết. Ngoài ra, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng bày tỏ sự tiếc nuối với tình huống bỏ lỡ cơ hội của Phan Văn Long ở cuối trận. Ông cũng khẳng định mỗi trận đấu phía trước của nhà vô địch V-League 2012 sẽ như một trận chung kết. Cầm hòa Hà Nội FC giúp Đà Nẵng có 4 điểm, đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League 2023 sau 8 vòng, nhưng chỉ hơn hai đội xếp sau là Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh về chỉ số phụ.